Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ là mở đầu tin mưa dông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ dịch chuyển dần xuống phía Nam trên áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lắng dần về phía Tây. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên từ đêm nay đến 3 ngày tới, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm trên 24 giờ. Có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên chiều và tối nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 40 đến 80mm trên 24 giờ. Có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng đô thị trũng thấp như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 3m, biển động. Ngoài ra, theo các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra, cũng theo như mô hình dự báo sớm, là dự báo trong những ngày sắp tới, khoảng đầu tuần tới, trên khu vực Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh lên đang di chuyển về phía đất liền nước ta. Khả năng vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây chỉ là dự báo sớm, chưa thể đưa ra thông tin chính xác về áp thấp nhiệt đới này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to,
Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào vài rải rác, có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.